Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm virus Dr. Web của Nga mới đây đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện hàng nghìn nạn nhân đã bị lừa tài bản cập nhật Google Chrome giả mạo trên mạng. Thực tế là một phiên bản phần mềm được chỉnh sửa, chứa cửa hậu. Các nhà nghiên cứu cho biết bản cập nhật Google Chrome nguy hiểm trên có liên kết với các trang web dựng trên nền WordPress đã bị hacker sử dụng. Các trang này gồm nhiều nội dung khác nhau, từ bài đăng blog đến website chính thức của doanh nghiệp, bị tấn công bởi nhiều chiến dịch mạng. Phiên bản Chrome chứa backdoor này đã được tải về hơn 2.000 lần. Một khi được giải nén, ứng dụng điều khiển từ xa TeamViewer sẽ được cài đặt cùng với tập lưu trữ được mã hóa chứa file mà tin tặc sử dụng để giấu phần mềm độc hại khỏi chương trình chống virus của Windows. Thưa quý vị, đúng 0 giờ ngày 28 tháng 3, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15 tháng 4 tới đây. Ghi nhận của phóng viên Sóng Kết Nối trong ngày đầu tiên thực hiện quy định này, các cửa hàng điện thoại đã nghiêm túc chấp hành. Chỉ còn một số nhân viên và bảo vệ để quản lý cửa hàng và treo các tấm biển thông báo đến khách hàng về việc tạm thời dừng hoạt động. Các cửa hàng cũng khuyến khích việc khách hàng tìm mua sản phẩm trên các trang web online. Trên các trang web này, người tiêu dùng có thể xem sản phẩm qua ảnh, video hay là hình ảnh 3D, cùng với đó là nhận được các giải đáp, các tư vấn trực tuyến một cách nhanh chóng. Đặc biệt, khi mua hàng điện tử qua mạng, người tiêu dùng sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về mặt giá cả, giao hàng miễn phí hay là bảo hành một đổi một.